Xin chào anh em, hôm nay đến ngày tháo dây ép chậu cây sâm hương này rồi. Cái sâm hương này, cái sâm hương Đài Loan nè. Mình thì mình rất thích cái dòng sâm hương Đài Loan này vì cái lá nó thơm. Còn nhiều anh em thì họ lại thích cái dòng Indo, nhưng mà như mình đã chia sẻ mấy lần ha, anh em thích dòng nào chơi một nấy. Cây nào đẹp thì nó đều có giá trị với nhau ha. Hôm nay thì tháo dây và lên chậu nó. Sẵn làm chia sẻ anh em xem vui luôn. Dòng sâm hương thì anh em đã biết rồi ha, cái dòng nào nó cũng dư nước, nó cũng đều bỏ rễ nhau hết. Dòng sâm hương, chơi sâm hương thì anh em ưu tiên cái chất trồng anh em ha, chất trồng thoát nước nó tốt. Chất trồng rất quan trọng, tại vì nó bỏ rễ hay không là cũng do cái chất trồng này luôn. Rồi nó thì khi mà anh em trồng á, là nó hơi cứ sáng tới chiều nó hơi héo héo á, là ngon anh em ha. Chứ còn sáng tới mà cái đất tới chiều mà nước nó còn đất nó còn ẩm ẩm là nó dễ bỏ rễ lắm. Cái trồng trong chậu là ưu tiên nó thoát nước tốt là cái ưu tiên hàng đầu. Cái thứ hai là cái chất trồng, thứ ba là cái dinh dưỡng mình cung cấp cho cây. Anh em mà nắm kỹ mấy cái yếu tố đó thì cái cây của anh em nó phát triển rất là tốt, ổn định. Có nhiều anh em hỏi mình là cây sâm hương với cây sâm đuối trái đồ anh em ha, nói chỉ cho anh em, chia sẻ anh em cách để dùng cái phân nào để cho cái cây nó mập chi xương dâm, rồi mau lớn. Nó không có loại phân nào để cái thúc đẩy mà cho cái cây nó to xương lên anh em ha, xương thứ cấp rồi, không có loại phân nào đâu. Nhưng mà nó chỉ có cái phân, nó chỉ có tác dụng là làm cho cái cây mình nó phát triển ổn định và lâu dài và bền ha, nó không bị sựng. Nó giống như mà mình nuôi con vật vậy đó, lúc mình cho nó ăn quá trời nhiều cái nó béo lên, lúc mà mình cho nó ăn ít cái nó ốm lại, là không phải anh em ha. Cây nó cũng vậy đó, không có loại phân nào để cho nó thúc đẩy mà xương tay cành nó mau mập đâu, mau to đâu, không có đâu anh em ha. Chỉ có làm cho cây mình phát triển ổn định thôi. Và anh em nhớ cái yếu tố đi phân á, là nó rất quan trọng đối với cây á, là cái đến ngày đi phân là phải đi phân ha. Cái này mình đã chia sẻ rất nhiều lần rồi. Chỉ có yêu đi phân điều độ như vậy, đúng liều lượng và đúng quy trình như vậy á, thì cây nó phát triển ổn định. Thì nó phát triển ổn định thì nó kéo theo các tay cành nó phải mập nhanh lên thôi. Chứ còn rất nhiều anh em khi mình chia sẻ cái loại phân, không có cái loại phân nào để cho cái thúc đẩy cái sự cái cây nó nhanh mập đâu, hoặc là tay cành nó mau to là không có loại phân nữa anh em ha. Cái đó là do cái nước nuôi của mình á. Cũng như mình đã chia sẻ anh em rất nhiều lần, tại sao cây ở vườn mình thì cái lá nước nuôi nó dày dâm, nó mau thành phẩm hơn. Anh em mình không có giấu cái gì cho riêng mình á, có gì mình chia sẻ anh em hết. Mục tiêu kênh của mình chia sẻ là chính mà, cho nên là cứ quan trọng là cái tình thương yêu của anh em dành cho cái cây á, là đúng ngày đúng giờ là phải tưới phân, rồi thay đổi trong vòng một tháng mình tưới hai lần thì phải thay đổi hai loại phân để cho cái cây mình nó giống như mình ăn uống vậy đó, ăn thịt heo hoài nó cũng ngán ha. Anh em chú ý mấy chỗ đó thôi, và canh nắng canh nước cho nó ngon lành thì nó không phụ anh em đâu. Chứ còn không có loại nào để thúc đẩy cho nó nhanh lớn, nhanh xương, mau thành phẩm đâu anh em ha, không có loại nào hết đó. Cứ người nào chăm điều độ cho nó, quan tâm nó nhiều hơn thì nó sẽ phát triển ổn định hơn những người khác thôi ha. Bỏ nó tự nó sống thì thua anh em ha. Hoặc là lâu lâu á, nhớ lúc nào vô phân lúc nấy, quan niệm cứ thả nhiều vô thì nó tốt, không phải anh em ha, nhiều vô là nó chết chứ không tốt, nó sốc nó chết. Anh em là chú ý nhớ mấy cái yếu tố đó thôi ha. Cây trong chậu đặc biệt là cái tưới phân là phải tưới đúng thời gian, đúng theo quy định. Cắt tỉa cho nó gọn lại rồi xong xuôi mở hết dây luôn anh em ha. Mở dây luôn. Lá thì anh em có thể bứt bớt hoặc là bứt trụi luôn được, tùy theo mình hồi mình cắt cái rễ nó nhiều ít nữa thì có nên để lá nhiều hay là bứt hết. Anh em nhớ bứt lá là anh em chú ý ngang bẻ nó gãy gì nè, là cái chừa lại cái chân lá lại nha, hoặc là cái đừng để làm sao nó tổn thương cái mục ngay chỗ cái lá nó bảo vệ, cái lá nó bảo vệ cái mục đó. Anh em chơi cây thì anh em nói vậy anh em đơn giản hen, chứ còn giải thích nó lằng hoằng nữa. Rồi đừng để cho nó xước cái thạch thôi thì cái cây mình sau này nó sẽ ra được cái
kích thích những mầm ngủ ha, mầm ngủ nó ra cây cũng dày hơn. Tước lá nó lợi hại lắm anh em ha, tước lá là nó kích là ánh nắng mặt trời nó chiếu toàn vô thân nè, nó diệt vi khuẩn rồi nó kích thích những cái mầm ngủ cây mình càng ngày càng dày lên. Tại sao người ta chơi cây càng ngày dày lên mình càng ngày thưa là vậy anh em ha. Anh em chú ý chỗ này, anh em để ý ha. Tại sao cây các nghệ nhân họ đưa lên là họ tước lá rồi nhìn thấy dạng xương nó không là chà không à, chà chôm đầy nhóc rơn là vậy đó ha, người ta tước lá nó thường lắm. Thông thường người ta sẽ kích thích cái chỗ nào nó cần ra tược thêm á, dày thêm á là người ta sẽ tước lá hết, tước lá nó hết vậy đó. Rồi, lên chậu. Nè, dàn rễ nè anh em thấy chưa? Đó. Cái nuôi chậu á, cái chậu này mình cũng muốn vừa chơi vừa nuôi luôn chứ cũng chưa có bự hay đâu ha. Cái chậu nó vừa thôi. Tại cây này mình thúc bộ tàn thôi. Cho nên không có nhất thiết phải nuôi cái chậu lớn, chậu lớn. Nè cây này hoành to nè. Sâm hương thì mình thì như đã nói mình thích thằng Đài Loan hơn, mà gần đây thì anh em lại ít tạo giống của Đài Loan quá. Mình phát cái mùi thơm đó nè, ha, cái mùi thơm đó. Nó dần rễ nè. Cái chất trồng nó quan trọng lắm anh em ha. Cái thằng Sam hương hay là tất cả các loại cây á thì anh em phải ưu tiên cho cái chất trồng nó thoát nước tốt nha anh em ha. Thoát nước tốt. Cây nào nó cũng vậy, tao bên chậu mà nó chết là nhiều nhất là cái nước ha. Thứ hai là phân, anh em nhớ cái chỗ đó. Để mình chăm sóc cây mình cho nó tốt, nó phát triển đều đều. Còn cái nước nuôi á là anh em như nãy nói ha, là phân anh em phải đi cho nó đều. Đừng có lúc nào cho nó ăn no quá, lúc thì đói quá, không có được. Nó phải đều 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 vậy á. Cái cây này là mình rửa mình bỏ hết đất cũ luôn anh em ha, là lý do là nó trời mưa mấy bữa nay á, nó hư có cũng mấy cục rễ nó hư á, mình xử lý để mình nhử nó ra làm lại, trên buộc lòng phải rửa sạch luôn. Rửa sạch đất cũ luôn anh em ha, rửa sạch đất cũ luôn. Cây này là hồi là phải bỏ hết cái lá mà, chứ nếu mà để lá cái bộ rễ cám vậy nè nuôi không nổi anh em ha, đặc biệt là mấy cọng rễ cám này là để lại hết nha anh em ha, chỉ cắt những rễ cọc thôi, rễ bự á. Nếu mà ép chậu anh em cũng không có nên mà làm giống như mình vậy nè, tại vì cái cây này đối với mình thì nó đơn giản, nói với Mai Chú Thủy rồi anh em ha, đơn giản đối với mình. Chứ còn anh em thì làm gì không được nha, anh em thì nên giữ lại 30% đất cũ ha. Mình đã chia sẻ anh em rất là nhiều lần rồi. Có nhiều anh em hỏi là tại sao có cây anh rửa sạch, có cây anh không rửa, là tùy theo cây hết anh em ha, tùy theo cây và tùy theo cái cách làm của mỗi người mà nó có cái xử lý khác nhau. Nhưng cây này là tại vì do mình gần đây mưa, một số cũng rễ nó hư nè, mình phải rửa sạch đất cũ để mình giữ lại đất mới ha. Đó, rửa sạch thay đất thì nó có nhiều cái tác dụng của nó ha, cũng rửa trôi ba cái mầm bệnh, ba cái vi khuẩn nấm rồi trong trong đất đó ha, rồi thay đất mới hoàn toàn. Đó, anh em thấy không, quay một vòng chọn mặt tiền chậu, mặt tiền cây. Cây này thì nó có mặt phong cảnh và chữ tàu, không, mình không biết chữ tàu là gì cho nên mình chọn phong cảnh ha. Thông thường ta chọn mặt này chứ ít có ai chọn chữ lắm anh em ha, ít ai chọn chữ để họ trồng cây lắm. Ta buộc cây hai bên nè, cái dây rễ cám này anh em để ý nè, cái rễ cám này rất quan trọng anh em ha. Cái giai đoạn đầu của cây vô chậu là cái rễ cám này nè, nó mới nuôi sống cây. Còn những rễ cọc cây bự này anh em cắt thì vô tư ha, nhưng mà phải chừa cái bộ rễ cám lại đó. Rễ cám nó rất quan trọng anh em ha. Nhiều anh em là vô chậu là nó dễ cây dễ si dễ hư là do cái anh em không biết á, bị thấy rễ cám nhỏ nhỏ cái anh em bứt hết trơn, tưởng đâu nó để nó dướng nó díu, không phải anh em ha. Cái bộ rễ cám rất quan trọng. Còn rễ cọc nè mình cắt vô tư ha. Còn cái đất mà vô sát trong này nè là cái size mà từ 1 đến 3 anh em ha, để sát này để cho nó lọt vô mấy kẻ mấy cái hở trong này nè. Có thể anh em chọt đũa đồ lấy đũa chọt nó vô này ha, nhưng mà mình đất kia nó cũng được, đất từ 3 đến 6 cũng được, nhưng mà 3 đến 6 cái khoảng 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 cách khoảng trống giữa cái hai viên đất á, từ 3 đến 6 nó nhiều quá, nó hở nhiều quá cho nên là mình nó không sát, nó không ôm sát vô được cái rễ cây. Vì nó không ôm sát cho nên là có nhiều cây nó ra rễ non rễ cám không kịp anh em ha. Cho nên buộc lòng cái thằng sát trong này nè là qua phố thường dùng là 1 đến 3 không à, 1 đến 3 mm rễ đều nó rồi chọt nó vô đó, để nó ôm sát cho mấy rễ và nó kích thích cái bộ rễ cám ra. Cái này thì nó cũng không phải là cái chiêu gì, nhưng mà cái này anh em làm nhiều á, anh em có cái ý là được à, chứ nó cũng không phải là bí quyết gì. Còn nếu anh em mà chắc ăn nữa thì như hôm trước mình đã chia sẻ anh em ha, là cứ sát trong góc này nè, là anh em chơi một lớp cát xây dựng vô, cát xây dựng vô sát trong lớp này nè, để nhử cái rễ cám nó ra trước. Nó mà không ra được rễ cám là cái xong xong cây luôn á nè.
ha, rễ cám nó rất là quan trọng, vai trò nó hút nước nuôi cây rất là quan trọng, dinh dưỡng từ cái rễ cám mà ra không. Còn cái rễ cọc là để nó chịu cây đứng trong tự nhiên thôi, chống gió ngã, chống mưa bão thôi. Còn rễ cám mới có chức năng là nuôi nuôi cây ha. Ok. Chọt nó vô đây, đừng để nó hở anh em ha, đừng để nó hở. Rồi, tưới nước một lần, tưới thật đẫm vô. À, mình thì không có tưới kích rễ nha. Cái cây này mình tầng thấp xuống nè, là mục đích là mình giữ cái bộ rễ cám từ những rễ cọc bự này ra, cho nên là phải trôn nó thấp xuống này. Chứ còn khi mà khoảng 6 tháng sau á, khi nó sống ngon lành nó ra được bộ rễ cám mới rồi, mình sẽ đôn đất lên, đôn đất cho nó cao lên tí, tặng phe được cái bộ rễ nó mới đẹp. Rồi tại sao mình không tưới cái kích rễ? Mình đã chia sẻ anh em rồi ha, mình thì mình không tưới kích rễ. Còn anh em thấy làm được cách nào mà nó an toàn cho anh em thì anh em áp dụng cái đó ha. Còn kích rễ phải mua cái nơi uy tín đàng hoàng, có nhãn mát, có cái thương hiệu đàng hoàng, chứ anh em mà mua cái máy hũ máy lọ người ta pha người ta bán thì rất nguy hiểm anh em ha. Mình để trong mát 3-4 ngày, một tuần lễ sau đó, mình sẽ tưới Atonix hoặc Cod 2, hai cái thương hiệu mình hay dùng. Tưới nước một lần cho thiệt đẫm luôn anh em ha, cho nó chảy ra ngoài luôn. Mình là mình tưới nước giai đoạn này vô, cứ một tuần lễ sau mới tưới kích rễ. Trong này mình có pha cát xây dựng rồi nghe anh em, cho nên là không sợ. Tưới cho nó đẫm, thiệt đẫm luôn, cho nó len lỏi vô hết mấy cái rễ, nặng mấy cái đất nhỏ nè, nó ôm sát cái bộ rễ luôn, đừng cho để cho nó hở ra. Sáu tháng sau mới mồi rễ lên là cái bộ đế mới được anh em ha. Ông ngày mưa quá cũng không để ý. Anh em thấy cái lượng nước ở trong cái chậu nó chảy ra nó khót nước không? Nó phải vậy á. Thậm chí anh em nào kỹ á, tưới một hồi cho nước nó chảy ra nó trong luôn á anh em ha. Là lúc đó nó thấm đều hết, nó no nước trong cái đất này nè. Mấy cái này thì mình ép chậu hôm qua, lên chậu sang chậu thì mình đã chia sẻ anh em rất nhiều clip rồi, cho nên là không có nói đi nói lại hoài, nó trùng lập ha nè. Cây này thì nó siêu bông nè, hai cây siêu mini luôn, hai cây siêu mini nghe nè, dễ thương này, hàng sắp đế đó, hai cây luôn. Cây này thì đủ tạm đây, thiếu đây lên chậu nuôi tiếp. Cây hôm đây đủ đây, thiếu đây cây ở sau thì gò công á nè ha, gò công. Cây này dễ thương lắm, lùng lực luôn á, tới luôn ha. Cây này là mini chứ không phải là siêu mini nè. Cây này cũng gò công, cây này là trung nu. Cây mới sau thì nó chưa ở xong nè, chỉ có thay đất thôi chứ không có thay chậu được, còn nhiều chỗ còn làm nhiều chỗ. Một số cây mình lên chậu á, mình vừa nuôi vừa làm thêm nữa. Rồi xong anh em ha, tưới nước một lần cho thiệt đẫm cho nó chảy ra ngoài luôn, xong xuôi rồi mình để trong mát khoảng 3 ngày đem nhựa nắng từ từ. Nếu chắc ăn nữa thì anh em để trong mát như một tuần lễ ha, rồi đem nhựa nắng từ từ. Còn anh nào có thời gian nữa thì cứ sáng bữa nào cũng đem nhựa nắng đó tới 8-9 giờ đem vô ha. Đối với những cây mới ép chậu hoặc là những cây sang chậu. Rồi trong clip này thì anh em chú ý cái chỗ là cái cây nuôi dưỡng cây ha, không có một loại phân nào để giúp cái cây mà to tay cành được đó ha, chỉ có phân giúp cho cây phát triển ổn định thôi. Chứ còn các loại phân mà như anh em hỏi thì chơi cho nhanh to nhanh thành phẩm thì mình không biết loại phân đó ha, mình không có loại phân đó đâu. Thì chơi kiển bonsai này nó tính năm anh em ha, dục tốc là bắt đạt á ha. Cho nên là chúng ta khi mà sử dụng phân phải cẩn thận. Cây ông chậu là nó chết nhiều nhất là hai yếu tố, nước và phân ha, anh em chú ý chỗ đó. Rồi cái thứ hai nữa là khi trồng chậu á, rồi anh em phải chú ý cái chỗ là thoát nước tốt ha, thoát nước tốt. Rồi cái thứ ba để cho cây phát triển ổn định và nó nhanh thành phẩm thì đến ngày đến giờ tưới phân là phải tưới phân. Tưới phân theo định kỳ, tưới đúng liều lượng đàng hoàng, đừng có bữa thì cho tưới nhiều quá, bữa thì ít quá, bữa ăn no quá, bữa thì ít quá, cây nó chịu không nổi anh em ha. Nó phát triển không đồng đều thì nó dẫn đến sự suy rồi sâu bệnh tấn công các kiểu. Rồi, tạm biệt anh em, hẹn gặp lại clip sau.